Vừa mang như Huỳnh mến chào quý khách và giới thiệu với cả nhà, hôm nay Huỳnh lại tuyển thêm một xe mai rất là đẹp nữa để giới thiệu cho cả nhà mình nha. Trời ơi, cái đế nó như thế này luôn nè khách ơi. Rồi đây hoa của nó nha. Hoa của dạo Thủ Đức, 8 cho đến 12 cánh luôn cả nhà ơi. Đó, cái hoa của nó nè. To ghê luôn ha. Rồi, cây bây giờ nó có chiều cao là từ 40 cho đến 50-55cm. Wow, cái cây cái tàn nè khách ơi. Đó, tàn tròn vo luôn ha. Quá chừng tàn đẹp luôn. Nó kính tàn, nó dày tàn rồi khách. Rồi em sẽ cho mọi người xem thêm nha. Xuống em ơi. Đây cả nhà ơi. Ồ, cái tàn nè. Đó, rất là đã luôn nha. Rồi bên đây, cầm. Đây cả nhà xem nè. Trời ơi, cái lọ xo nè cả nhà. Quá đẹp luôn nha. Đó, tàn bự chảng luôn. Hàng này 3,5 mùa nha cả nhà ơi. 3,5 mùa ha. Thủ Đức 3,5 mùa. Rồi, nuôi 3,5 năm trong cái chậu á, nó thuần chậu rồi, nên là khi mà em Quỳnh ship đi á, em Quỳnh sẽ bỏ chậu nha và bó bầu cẩn thận cho quý khách luôn. Ồ, cái tàn nè, hết biết luôn với cái bông đó nè cả nhà. Rồi đây, củ bự chảng luôn nha, đế quái nở cuồn cuộn luôn đó. Nó có các cái cỡ như là ngón cái, ngón giữa Quỳnh ha. Cây là từ 40 cho đến 55cm. Đó, nó ra dày đặc cái tàn luôn rồi khách ơi. Rồi cây như thế này là 230.000 một cây. 4 cây em Huỳnh bao ship, còn 10 cây thì em tặng quý khách là một cây nha. Và nếu như mà cả nhà mình chỉ lấy một cặp thôi, là một cặp 500.000 em Huỳnh bao phí nha. Đó, ai mà chơi được chỉ có nhu cầu là trồng chỉ có một cặp thôi thì em Huỳnh cũng gửi ha. Nhưng mà giá 500.000 em Huỳnh bao phí. Còn nếu cả nhà lấy 4 cây thì giá chỉ có là 230.000 một cây nha. Trời ơi, có cái đế nè. Ồ, lò xo. Lò xo này là lò xo 3-4 vòng luôn nè cả nhà. Ồ, cuồn cuộn luôn nha. Cây cực kỳ. Anh hạ cho nó nằm cái này giùm em. Cây nó rất là đẹp về cái tàn và đế quái nè cả nhà. Đó, cái tàn ha, em đứng xa mà nó như thế này luôn. Đưa hai gang tay giùm em cái. Đó, cả nhà nhìn thấy hai gang tay ha. Rồi, cây rất là đẹp luôn nha. Cả nhà nhanh tay liên hệ đến điện thoại của Quỳnh nha. 0949234525 ha. Tất cả các cây đều có củ đế, tàn rất là dày đặc luôn. Đó, số lượng em Huỳnh cũng có khoảng vài trăm cây khách ơi. Khoảng tầm 1.000 cây đổ lại ha. Rồi cả nhà ơi, mình nhanh tay liên hệ với Quỳnh nha. Quỳnh thấy cái mẫu này á là mọi người có thể sưu tầm chơi Tết được nè. Có thể trồng đất được luôn cả nhà. Đó, tàn nó đang ra gì cui gì đặc luôn. Ồ, quá đẹp luôn cả nhà. Coi nè, liền cốt 100%. Đây là dòng mai dảo Thủ Đức, hoa 8 đến 12 cánh. Hết biết cái tàn luôn cả nhà ơi. Coi nè. Đó, thuần chậu luôn nha. Thuần chậu, em Huỳnh đi là bỏ cái chậu ra như vậy nè. Đó, cái đế nó quái siêu luôn. Trời ơi, đẹp quá cả nhà ơi. Từ 40 cho đến 55cm ha. Cây cái tàn, hết biết cái tàn luôn. Đó, đế nè. Đế quá đẹp luôn, đang nằm trong chậu 2,5, gần chậu 3 cả nhà. Mình về chuẩn bị cho em 2,5 hay chậu 3 gì cũng được cả nhà ơi. Đó. Ồ, coi đế nha cả nhà. Đế là đế cục cục luôn, đế cuồn cuộn luôn. Đó. Rồi ha. Em đứng xa thiệt là xa mà cả nhà nhìn thấy cái tàn ghê không? Thì những cái loại mai này là ưa chuộng để mà mình chơi Tết. Tàn nó ra mịt trời như vậy nè. Đó, chỉ có 500.000 một cặp thôi. Còn nếu như cả nhà lấy 4 cây thì giá chỉ có 230.000 một cây nha. Em Huỳnh bao phí vận chuyển hoa của nó đây cả nhà. Hoa của nó nè. Đó, 4 ngón tay em Huỳnh 8 đến 12 cánh ha. Hoa dạ Thủ Đức như thế này nè. Nhưng mà khi mà nó làm nụ á, nó nở là nó nở đặc gật hết luôn á khách ơi. Nó nở đặc gật luôn. Rồi ha cả nhà ơi, liên hệ số điện thoại của Huỳnh nha. Đó, số lượng nè cả nhà, cây đều nhau không, rất là đẹp luôn ha. Em quay như vậy là khá rõ luôn ha. Và cả nhà mình xem mà thích thì ủng hộ và liên hệ với Huỳnh ha. Rồi, mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.